đây là thùng kem ốc sen nơi mới cập bến ở shop nha mọi người. Đây là set kem ốc sen của Hàn ha. Đây là tem. Hàng chính hãng thì tem nó sẽ dán ngang như thế này nha mọi người. Còn hàng nhái thì tem nó sẽ dán ở đây nè. Sai nha, không có đúng nha. Và mình đã được cầm coi cái set hàng nhái rồi, cực kỳ xấu luôn. Và nó không có ánh đẹp như thế này. Đồng thời là chữ in nó cũng sẽ không có được rõ nét luôn. Đây, và tem thì nó cũng dán sai nguyên tắc ha. Và trên tem thì cũng không có check được. Còn cái tem này của mình đó, mọi người có thể download cái app về để check ha. Mình có chỉ cho mọi người rồi. Mọi người muốn mua kem hàng chính hãng thì liên hệ với shop ha. Shop có cả set lẫn hộp kem lẻ luôn nha mọi người. Và các cái clip quay của shop rất là nhiều ở trên YouTube. Mọi người có thể đánh cái số điện thoại của shop thì sẽ ra những cái clip của shop nha. Gồm có hộp kem ha, nước hoa hồng và cái tiết kem lẻ. Khi mọi người mua cái set đó sẽ rất là lợi luôn. Nó không có mắc hơn bao nhiêu hết, nhưng mà mọi người sẽ được tặng thêm cái tiết kem này là 20g. Coi như là khi mọi người mua cái set này á, là được 70g kem. Đây, cái đáp nó dập ở bên dưới cái hũ á, cũng rất là rõ ràng, rất là đẹp ha. Cái hũ này của hàng nhái á, nó không phải màu này đâu nha mọi người. Nó màu trắng, nó tối giống như là màu đen luôn vậy đó. Rất là xấu. Ai muốn mua thì nhanh gọi cho mình hoặc là kết bạn Zalo với lại cái số điện thoại của mình đi nha, thì mình sẽ tư vấn cho mọi người ha. Đây là số điện thoại của mình ha. Và shop có hàng sẵn, mọi người yên tâm nha. Cái set này hàng về cực ít luôn và nó hay bị đứt hàng lắm, cho nên ai muốn mua thì nhanh tay.